Hello, chào các bạn. Sáng nay là sáng chủ nhật. Rô Soạm đang ở công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình. Hôm nay đã là tháng 7 âm lịch rồi các bạn, có nghĩa là đang dần bước vào mùa thu. Hồi nãy chắc có lẽ các bạn đã nhìn thấy những chiếc lá vàng rơi trên cỏ. Mùa thu rồi, cho nên là hôm nay thì Hồng sẽ nói với các bạn một cái chủ đề nó có liên quan đến tình yêu và hôn nhân. Và hôm nay đang là mùa thu, cho nên là Rose Phạm xin hát tặng cho các bạn nghe một bài tình ca về mùa thu. Hát amateur thôi, nhưng mà các bạn đừng cứ thích hát thì hát cho các bạn nghe. Đó là bài hát mùa thu cho em của tác giả Ngô Thị Miên. Em có nghe mùa thu mưa răng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và em có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới. Em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé, em có nghe mùa thu mưa bay gió nhẹ, em có hay thu về thêm dấu cô liêu, và em có hay khi mùa thu tới bao trái tim vương màu xanh mới. Em có nghe nghe mùa thu tới hồn anh ngất ngây, nắng úa dệt mi em và mây xanh thay tóc rối, nhạt môi em thơm nồng tình yêu vương vương mà hồng. Sẽ hát bài cho em và dù em yên giấc tối, ngày mai khi mưa ngang lưng trời chưa anh em nghe mùa thu trôi. Em có nghe cho ai nức nở, em có mơ mơ mùa mắt ướt hoan mi, và em có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, anh với em mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương, và em có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, anh với em mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương. Bài hát này rất là lâu rồi các bạn, tại vì hôm nay Hồng muốn nói với các bạn một cái topic về về hôn nhân và tình yêu trong cuộc sống con người, cho nên Hồng mượn cái bài hát này để mà mở đầu cho cái câu chuyện của mình. Bây giờ có lẽ là Hồng sẽ tìm một chỗ ngồi ha các bạn, tìm một chỗ ngồi Hồng sẽ tới đằng kia nha. Okay.
Bây giờ mình bắt đầu câu chuyện để không mất nhiều thời gian của các bạn ha. Thì hôm trước, cái clip trước Hồng có nói về cái tam hợp phúc phối chi, là bao gồm ba cung: phúc đức, thiên chi và cung phối, tức là cung phu thê đó các bạn. Thì Hồng đã nói về cung phúc đức và cung thiên chi rồi, và để dành cái cung phu thê để ngày hôm nay mình nói chuyện với nhau. Cung phu thê hay người ta còn gọi là phối cung. Chữ phối ở đây nó chính là hôn phối. Thì cái cung này nó có liên quan nhiều đến cái cuộc sống, tình cảm, hạnh phúc trong hôn nhân của con người. Thì hôm trước Hồng có xem một cái clip của một bạn ở ngoài Hà Nội. Bạn đó cũng xem TV, cũng rất là nổi tiếng á. Thì bạn có đề cập tới cái cung phu thê, và Hồng cũng rất là đồng quan điểm với bạn đó về cái ý nghĩa của cung phu thê đó các bạn. Nói chung phối cung nó phản ánh cái gì? Nó diễn tả cái tình trạng hôn nhân của con người. Tình trạng hôn nhân nha các bạn. Vì là hồi xưa đó, Hồng cứ nghĩ cái cung phu thê thì nó sẽ diễn tả coi như là cái người phối ngẫu của mình. Nhưng mà thực sự thì cái người phối ngẫu thì các bạn biết, một con người bây giờ, một người bây giờ chúng ta là có thể kết hôn rất là nhiều lần. Như ở phương Tây người ta có thể kết hôn tới 4-5 lần, thậm chí có những người kết hôn 6-7 lần. Vậy thì làm sao mà cung phu thê có thể diễn tả được coi như là một người, nó không diễn tả về con người đâu. Nó cũng chỉ diễn tả, nhưng chỉ là một tỷ lệ phần trăm rất là nhỏ thôi. Chủ yếu là nó sẽ nói lên cái tình trạng hôn nhân trong cuộc đời chúng ta. Thì như các bạn biết, cái vấn đề hôn nhân là một vấn đề cực kỳ là quan trọng. Sau sự nghiệp là người ta sẽ nghĩ đến hôn nhân. Ngày xưa nữ giới, tức là đàn bà, người phụ nữ không quan trọng lắm vấn đề sự nghiệp, bởi vì đã có người chồng rồi. Thì đối với họ cuộc sống hôn nhân là quan trọng bậc nhất. Nhưng ở bối cảnh ngày hôm nay thì khác. Phụ nữ bây giờ không có, coi như là không có khác gì, không khác gì đàn ông cả. Họ vẫn coi như là quan trọng, rất là quan trọng cái vấn đề sự nghiệp, rồi kế đến mới là hôn nhân. Vì vậy cái cung phu thê cho đến ngày hôm nay thì nó có một chút xíu cái gọi là cái mức độ quan trọng của cung phu thê thì nó sẽ hơi khác ngày xưa một chút. Thì cho cái cung phu thê á, thì các bạn thấy là nó nằm đối với cung quan lộc, có nghĩa là nó có một cái tác động rất là mạnh vào sự nghiệp, cuộc đời của con người. Nó tác động rất là mạnh vào vấn đề công việc đó. Như các bạn thấy á, cái người phối ngẫu là cái người phải nói rằng họ có một cái tầm quan trọng, rất là quan trọng bên cạnh sự nghiệp của chúng ta. Vì vậy lý do tại sao mà trong lá số tử vi người xưa đã sắp đặt cung phu thê là nằm đối với đối xung với cung quan lộc, thì hai bên cung phu thê là cung phúc đức và cung thiên nhi là diễn tả những cái môi trường trong xã hội của chúng ta. Thì điều đó có nghĩa rằng từ trong môi trường chúng ta sẽ bắt gặp cái tình yêu của mình và dẫn đến hôn nhân. Thì riêng phối cung nó đặc biệt kỵ nhất đó là cái chữ triệt, bởi vì triệt là loại bỏ, là loại trừ, cho nên khi mà có triệt trong cung phối thì các bạn phần lớn cuộc đời con người sẽ gặp những cái sự đứt đoạn về hôn nhân. Nó cũng còn tùy thuộc vào cái chính tinh trong phối cung nữa. Nếu đó là những chính tinh phù hợp với triệt thì cái mức độ gọi là mức độ xấu và là phá cách của nó ít đi. Chứ nếu mà đối với những chính tinh mà kỵ với sao triệt á thì lại rất là xấu. Thì phối cung ngoài ra còn có một cái kinh nghiệm thấy như thế này nè bạn. Trong tử vi khoa có một bộ sao nó chỉ về cái ở
ân tình ân nghĩa, đó là bộ sao ân quang là thiên quý. Thì nếu như tại cuối cung mà có bộ sao này, hoặc là nó được xung hợp chiếu bởi bộ sao ân quang thiên quý, thì tùy vào những cái phụ tinh đi kèm, thì thường thì người ta sẽ có những cái luận đoán về cái tình trạng hôn nhân của chúng ta nó là như thế này. Chắc chắn một điều là hôn nhân đến với bạn nếu bạn có bộ sao ân quang thiên quý hội họp tại cuối cùng, thì chắc chắn một điều cái cuộc hôn nhân của bạn nó đến từ một cái gọi là tình nghĩa. Có thể có tình yêu, có thể không có tình yêu, nhưng chắc chắn nó dựa trên một cái căn bản, đó là một cái nghĩa tình rất là lớn giữa bạn và cái người phối ngẫu của mình, là hôn nhân của mình. Thực ra điều này là tốt, nếu bạn suy nghĩ một chiều nó là tốt, đúng là nó tốt thật. Thì tại vì nói chung trong cuộc sống chúng ta, những cái gì mà nó thuộc về ân tình ân nghĩa với tất cả các mối quan hệ trong xã hội thì nó đều cho một cái sự tốt đẹp, đúng không các bạn? Nhưng nó mình phân tích sâu ra một chút, mình thấy nó có một cái vấn đề như thế này. Những cái cuộc hôn nhân mà đến vì ân tình ân nghĩa, nếu như mà có tình yêu thì nó rất là tuyệt vời. Nhưng nếu sau này cái tình yêu đó phai nhạt đi vì cái ân tình ân nghĩa mà người ta không thể bỏ nhau được, cái trường hợp này rất là nhiều. Và có lẽ các bạn, những bạn nào mà đã có một cái tuổi đời tương đối rồi thì các bạn sẽ thấy cái điều này nó rất là phức tạp trong cuộc sống của mình. Khi mà lấy nhau như vậy á, về sau có những cái không gửi, không còn yêu nhau nữa, tình cảm không còn nồng ấm nữa, nhưng mà về ân tình ân nghĩa thì chúng ta vẫn cứ phải coi như ràng buộc cuộc sống với nhau, vì con cái, vì gia đình, vì tất cả nhiều cái lý do khác. Cái máy đằng kia nó ồn quá, thôi kệ, nó cũng gần xong rồi đó. Thì các bạn thấy như vậy á, đâm ra cái cuộc sống của cả người chồng lẫn người vợ trở thành một cái nỗi buồn vì ân tình ân nghĩa người ta không thể bỏ nhau được, trong khi đó tình yêu thì đã phai nhạt rồi. Do đó mà thậm chí có những người lại còn ngoại tình nữa cơ. Thì như vậy cuộc sống nó quá là buồn đó. Như vậy cái sao mà ân quang thiên quý tốt thì cũng tốt, nhưng mà chính nó lại là nguyên nhân khiến cho cái cuộc sống của con người nó không thoát ra được đó, những cái bất hạnh trong cuộc sống. Thì những người mà sinh vào 2 giờ Tỵ và Hợi thì sẽ có thân an tại cung phối. Thì như vậy cuộc đời của người này sẽ có rất là nhiều nỗi niềm đó, nó những cái sự gọi là vướng víu trong vấn đề hôn nhân. Nếu như cung phối mà tốt đẹp thì bản thân người này sẽ được nhờ vào cái người phối ngẫu của mình. Còn như ngược lại, cung phối mà xấu thì cuộc đời coi như rất là bất hạnh. Như vậy Hồng cũng đã tóm tắt cho các bạn nghe về cái ý nghĩa của phối cung và cái sự sắp đặt vị trí của phối cung trên lá số tử vi. Đây là một vấn đề mà hầu hết các bạn ở cái tuổi mà lập gia đình thì chúng ta đều rất là quan tâm. Và không phải chỉ là các bạn trẻ đâu, mà những người đã lập gia đình rồi mà có những cái mối băn khoăn, những cái trăn trở về vấn đề hôn nhân của mình cũng đều coi như là rất là quan tâm tới cái phối cung này. Thì nhân đây Hồng kể một cái câu chuyện có thật, là Hồng có một lần đó Hồng có nhận xem tử vi cho một cái người bạn của mình, đúng là hai vợ chồng đều là bạn của mình hết. Thì đầu tiên Hồng thấy rằng họ rất là hạnh phúc, việc đi chơi đâu hai người cũng có mặt với nhau cả. Nhưng mà đột nhiên đến một ngày người vợ mới tới nói với Hồng rằng coi tử vi dùng cho cô ta xem là cô ta liệu cô ta có bỏ chồng được không. Hồng rất là ngạc nhiên, nói ủa trời, sao hai ông bà thấy thấm thiết như vậy mà tại sao lại hỏi cái vấn đề kỳ lạ như vậy. Cái người vợ mới kể ra, mới nói thực ra cái bề ngoài là như vậy thôi, chứ trên thực tế thì mình với ổng cũng đang rất là có nhiều cái chuyện phục hạch, và thực sự mình đang rất muốn bỏ vì mình biết là chồng mình là đang ngoại tình.
Thì sau khi cân nhắc coi xong thì Hồng thấy là cái khả năng là cô ta chia tay rất là cao. Thì chẳng bao lâu sau thì người chồng, tới lượt người chồng cũng là người bạn của Hồng, lại nhờ Hồng xem và cũng hỏi về cái vấn đề hôn nhân của anh ta. Thì rõ ràng Hồng thấy rằng cái hạn đó, cái hạn nó đến và cả hai người đều vào cái hạn, nó là hạn chia ly. Cho nên Hồng quả quyết rằng cuộc hôn nhân này sẽ đổ vỡ. Nhưng mà nó có một cái điều lạ là khi cái cuộc hôn nhân này đã đi đến cái hồi mà nó gọi là, mình thấy là cái tỷ lệ phần trăm mà nó tan trả là rất là cao rồi đó, thì cô vợ lại gọi điện cho mình và trách Hồng rằng là tại sao lại coi cho người chồng và nói rằng hôn nhân tan vỡ để bây giờ ổng quyết định là ổng ký đơn ly hôn. Các bạn thấy không? Rồi là khi mà lúc đó Hồng cũng không biết nói làm sao nữa. Thực sự đó, cái nói chung là cái công việc của mình á, nó rất là khó, nó tế nhị ở cái chỗ đó đó các bạn. Thì nhân đây Hồng cũng nói như vậy để các bạn có một cái cân nhắc khi mà hỏi về cái vấn đề hôn nhân của mình, các bạn đừng có sốc. Đó, thực ra đây chỉ là một trong nhiều câu chuyện mà Hồng gặp phải trong cái quá trình mà hành nghề xem tử vi của mình. Nó một trong những câu chuyện, đó là câu chuyện của người bạn, còn những câu chuyện của thân chủ nữa kìa, và là họ trách móc mình cũng rất là nhiều đó. Thì có lẽ câu chuyện về phối cung của mình đến đây Hồng xin tạm dừng và xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau. Mình sẽ nói nhiều hơn về những cái câu chuyện liên quan đến các cái cuộc số khác. Trước khi chia tay thì có lẽ để camera quay cho các bạn xem. Hôm nay mặc dù là có bão nhưng mà nắng đã lên rồi và Hồng thấy rằng những cái bóng cây xanh như vậy rất là đẹp đó các bạn. Đó, các bạn có thể là ngắm nhìn những cái đàn cây này ha. Dù sao cuộc sống bên cạnh những nỗi bất hạnh vẫn còn những niềm hạnh phúc, và thiên nhiên là những cái mà mình nó sẽ giúp cho mình có thể là giảm stress, có thể relax được. Cho nên là Hồng rất là thích là quay những cảnh thiên nhiên mà nói chuyện về tử vi, bởi vì tử vi cái quan niệm của Hồng, tử vi và cuộc sống nó có những cái mối liên quan với nhau đó. Các bạn thấy những khoảng trời xanh rất là đẹp không? Dù sao thì cho dù thế nào đi nữa thì trong cuộc sống chúng ta vẫn phải cứ yêu nhau nha các bạn. Hãy yêu.